Hello mọi người, clip này thì mình sẽ nhặt hòm đua top cùng cây katana Transformer phiên bản Gold. Thực ra thì nhà mình nó rất là giàu, giàu đến nỗi không biết chất vàng đến đâu cho hết. Mình quyết định là dát vàng vào cây katana Transformer. Và bây giờ nó đã chuyển sang dạng Gold, các bạn cảm thấy nó đẹp không ạ? Nó rất là đẹp luôn. Hôm nay thì mình sẽ vào chặt chém dấu vai. Đây rồi, một phát này, ừ thôi bỏ đi. Ăn cái thằng AFK này. Hai phát. Úi dồi ôi, tí nữa. Tí nữa là có một pha đi vào lòng người. Một cận chiến bài Katana Transformer. Ai úi dồi, thủ hàng tất thủ. Thế thôi, em không có súng, em không đú được. Bọn này toàn tay không bắt giặc không à. Mình tay không thì bắt bướm thôi, không bắt giặc được. Úi dồi, ôi thôi thôi, chị Cương Thi kìa. Gì đây? MG3 Legendary. Té. Úi dồi, may quá. May quá. Con Cương Thi nó đánh sấp mặt, đánh sấp mặt bằng cây lưỡi hái tự thần. Gì đây? Đông hủy diệt thế. Ơ sao thằng kia chết rồi mình không có hero nhở? Ân ST cảm thấy có điều gì đấy hư cấu trong cái phòng này. Chắc là phòng này bị ma ám rồi. Ở bình tĩnh, té thôi. Không đú được. Ba con mà một vết ba làm sao chơi. Lên đây. Úi dồi ôi, dạo này mình là ít chơi dùng bãi nên cảm giác nó hơi bị lệch lạc trong cái vụ parkour nhá. Úi dồi ôi. Rồi té sang đây đi. Cái gì đấy cho nó làm clip. Bình tĩnh thôi các bạn này, đừng hiếp mình. Một vết chín thì nó hơi bị sai sai ấy. Đã thế còn không có hero. Khốn nạn. Gì đây? Ôi, ơ kìa. Úi dồi ôi, mình tưởng nó không qua được. Rồi xong rồi. Gãy. Cái quả đấy mình tưởng là nó không qua được nên mình không bắn nữa, mình nhìn nó luôn. Ngáo vãi. Còn lần sau thì mình sẽ để ý hơn. Cái quả đấy mình không dừng lại thì thực sự nó không qua được đâu. Bắn chặn mà. Trận này bắn để ý hơn, vòng này có pro ấy. Hay lắm đi mà. Các bắn nó một tí rồi nó quyết định là không thà. Gắt thật ý. Có người đã phát hiện được có ân ở đây. Đó là VL. Bình tĩnh thôi, làm gì mà căng. Lâu lâu mình chơi lại dòng bài thôi. Mình sẽ quyết định là chuyển sang bắn C4 nhiều hơn. Đây rồi. Tôi nấp trong đấy làm cái gì. Đang luyện tập lại parkour một tí. Tại vì parkour fail nhiều quá anh em ạ. Sao đây trận này ít dòng bài nhở. Đây rồi. Đây rồi. Chơi luôn. Úi dồi ôi, RBK VIP. Chơi luôn. Rồi một bé Hiền Hâm này. Úi dồi ôi, bé ba Hiền Hâm. Cái tên đó là chất chơi người rơi. Gì đây? Úi dồi ôi, cover từ từ thôi. Để mình ăn cận chiến nào. Đây 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 đây, đây. Một nháy. Hai nháy. Ơ bình tĩnh, bình tĩnh. Bình tĩnh. Bạn kia đi ra. Đi ra để mình thực hành nào. Thực hành nào. Một phát thôi. Nó đi vào lòng người. Nó cực kỳ thấm nhá. Cái katana này mặc dù chém thường hay là chém đặc biệt thì nó rất là thấm. Nãy mình nhớ là mình để đặc biệt mà. Sao nó chuyển sang thường nhỉ. Úi dồi ôi, bình tĩnh. Làm gì mà căng. Vâng, thích đua tốt với mình à. Vâng, cho bạn cầm AK VIP đua tốt với mình luôn. Mình cận chiến thôi. Từ từ. Từ từ. Tự nhiên tơ ngáo quá. Ok đấy. Mình chỉ cầm dao thôi. Nó cầm súng đâu. Nhặt hòm á. Nhặt hòm á. Ôi thôi xong rồi. Tự dưng lần lượn vào mồm thứ ba là đích nào nhở. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Chơi luôn. Chơi luôn. Ôi dồi ôi. Nó bật. Nó bật kỹ năng đặc biệt. Bật dạy. Rồi. Khốn nạn thật đi. Nó chơi kiểu lừa tình nữa. Không thể tha thứ được. Rồi tôi xong. Tôi xong rồi, parkour mid là phải biến hero. Một phát này. Hai phát này. Rồi té. Em yếu máu thôi, em không đú đâu. Cho các bác có thể máu trâu bò thì có thể lao vào sờ soạn cái chị nữ thần bảo thủ. Không sờ được à. Thế thôi mình sờ. Rồi thơm chưa. Rồi trắng quá. Đi luôn.
Mấy ông kia nó cứ bắn chết luôn đi em ạ. Thực sự là mình không thể cận chiến được. Nó kiểu như tham kêu ấy, dã man. Cầm AK VIP thì cứ bắn như thần ý. Ăn chơi ghê, bình thường bạn ơi. Cái quả đấy bạn chết là do bạn ngáo thôi. Rồi không lấy được top. Úi dồi ôi, cầm tơ nữa. Chấp luôn. Chấp luôn. Đâu rồi? Bình tĩnh, bình tĩnh. Bọn này bắn hơi bị ghê. Úi dồi, thằng nào bắn đâu ấy. À, ba Z đứng trên cao. Được. Được lắm, mình phải giết được thằng ba Z. Cay nhất là những thằng cover bắn rất là thấm nhá. À gì? Parkour. À đủ. Đồng thế. Ôi cứ lượn hết vào mồm nhưng không ăn được. Thật là hư cấu. Bình tĩnh xem nào. Để mình lên bắt thằng cái ba Z. Rồi, ba Z chạy rồi. Ơ kìa. Ô, mới nhắc đến nó, mới nhắc đến tên nó thì nó chạy rồi. Này thì cầm dao găm chạy linh ta linh tình. Thế xong rồi gãy. Gãy rồi, gãy rồi. Úi dồi, sao lại bắn cover nhở? Cái quả đấy mà không bị cover ở phía thùng hàng thì thằng đấy chết. Chết bà rồi. Đây rồi, chạy đâu? Chạy đâu con lợn này? Rồi thôi xong. Bắt cua mít. Rồi gãy. Gãy. Giờ bị ca VIP luôn. Nhưng vẫn chết. Đèn. Rồi. Bắt cua. Này thì bắt cua. Úi dồi. Ơ. Nó bị lag rớt xuống á. Một pha thả thính đầy hư cấu. Rồi bắt cua này. Bắt cua này. Bắt cua này. Bắt cua trước mặt ân ST là hơi bị sai. Còn rất là sai. Rồi còn ba thằng này thôi. Bắt thằng này trước. Úi dồi ôi. Này thì bắt cua này. Còn hai thằng bên kia. Anh em ơi bình tĩnh chờ mình ăn với. Úi dồi ôi. Hai con hủy diệt. Làm lăm sát khí. Vâng vài cào thôi là tụi hero nó sắp mặt lờ rồi. Ghê thật ý. Các bạn có cảm thấy cái phòng này toàn pro không ạ? Ghê thật ý. Rồi, pro nhiều quá nên mình ra sau này mình đứng thôi. Không đú được với mấy bác ở phía trước. Cho mấy ông ấy thẩm du tinh thần với nhau đi. Rồi. Kìa, úi dồi, cầm 3Z mà đi săn như thần vậy. Bạn rất thích hư cấu. Vâng, đi quay tay rồi kìa. Anh Tơ đã đi quay tay. Này thì quay tay này. Quay đi. Ơ, hai phát không ăn được một kill nào. Hư cấu. Ô, té rồi, úi dồi. Bạn ấy lại chết nữa rồi. Tội nghiệp bạn ấy ghê. Rồi, vẫn chưa lấy được top. Chắc là mình sẽ bắn lấy top thôi. Không đi chặt chém linh tinh nữa. Rồi. Tay TMP Ares. Tuyệt vời. Rồi. Tự dưng lao lên làm cái gì thì không biết. Này thì lao lên này. Lao lên nhảy lên này. Một bé. Lại cương đi. Gì đây? Cầm cây lưỡi hái. Vâng, chị y tá cảm thấy chị ấy rất thích hợp đối với mình. Nhưng thực ra thì chúng ta không thuộc về nhau. Thế thôi. Úi dồi ôi, ghẹo một tí thôi mà. Vâng, chị Tơ chị ấy rất là khó tính nhá. Này thì khó tính này. Úi dồi ôi, chết luôn kìa. Vâng, tính cận chiến, sorry. Té rồi. Không đúng được. Sao lên lựu đạn được mai nhở? Vâng, TMP sắp hết đạn rồi. Tiếc thế. Quả đấy mà cho thêm khẩu TMP nữa thì chúng ta lại bút kêu ở mầm ý. Đừng té lên đây thôi. Không bắt được mình đâu. Đấy tuy mình những phát đầu mới tập chơi hơi bị chết nhầm. Mới chơi lại hơi bị ngáo ngáo một tí thôi. Nhưng chơi qua 2-3 trận sau thì biết mùi ngay à. Khó ăn lắm. Rồi. Bất lực. Vâng, những cử chỉ bất lực của anh Tơ tạo nên sự khác biệt giữa hai người. Một người đứng trên, một người đứng dưới thông đít. Rồi đồng thế. Đồng thế. Thế giờ ơi. Đú này. Thích đú này. Ơ bây giờ mới cho TMP thì hết giờ bà rồi còn đâu. Đấy các bạn thấy top nó đơn giản không ạ?
Không khó. Một trận thôi. Bắn nhiều một tí thì top ngay à. Chấp cái thằng kia cầm AK luôn. Nó cầm AK 47 VIP. Nó ăn nãy nó ăn kill của mình. Ok, không còn gì để nói. Rồi, xin tha bạn kia, xin tha rồi. Vâng, ghê quá, xin tha kiểu bạn có thích hư cấu không? Lại Xiaolin nữa rồi. Rồi tơ kìa. Tơ yếu máu ấy, còn cố đố. Úi dồi ôi. Anh bị diệt. Vâng, chạy lên cao liên tục nhưng không trúng mình một phát nào. Nhiều lúc nó là ảo nói à. Hình như là bạn Nhung. Nhung đã rời trò chơi. What the fuck? SS Nhung. Bạn gái thì phải. Tôi không hiểu tại sao biến zombie lại thoát. Mình sẽ đi nhặt hòm. Trận này hơi bị chán rồi. Cho mình sẽ đi cận chiến. Còn không thì nhặt hòm đưa top thôi. Cái clip này là đưa top à. Và cộng thêm là chặt chém zombie thôi. Rồi đây rồi. Đôi giày. Ôi giời ơi, từ từ. Sao lại bắn chết nhở? Bọn này thích bắn chết quá. Từ từ thôi, để mình ăn. Úi giời, không ăn được. Mùa bọn này phải tính 1 km rồi. Khó quá. Ăn luôn đi. Tự dưng để bọn này ca hết. Đây rồi, từ từ. Anh em bị đính thôi. Cover kinh thế. Ôi từ từ xem nào. Từ từ xem nào. Úi dồi ôi, cái lúc cần cover thì đéo thằng nào bắn. Để chém phát hụt. Vâng. Kìa sau kìa, tôi xong rồi. Cào mấy thằng trước đi. Hay thì cào mình này. Úi dồi ôi, nó đứng một chỗ. Nó biết nó nhấp nháy, nó đứng một chỗ. Úi dồi ôi, ăn mình khó lắm. Khó lắm. Bất lực không. Úi dồi, sao móc luôn. Này thì móc này. Chơi luôn. Ăn tất và ăn cả đất xung quanh. Ăn tất và ăn cả đất. Rồi bình tĩnh, bình tĩnh. Nhấp nháy kìa. Đừng. Úi giời. Tôi toàn mất những cái pha một cận chiến ngon nghẻ. Rồi tôi dòng gãy. Cho mình sẽ kết thúc clip tại đây. Vẫn top 1. Anh em thấy đơn giản không ạ? Đơn giản như đan rổ rồi. Không khó. Rồi cho mình sẽ kết thúc clip tại đây. Bye bye mọi người. Hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau. Bye bye. Thì cầm súng lên một cái là top ngay rồi à.